Kính chào quý vị, mời quý vị nghe một câu chuyện của ông Nguyễn Vĩnh Long Hồ viết với tựa đề Cái chân gỗ. Một buổi sáng đẹp trời vào cuối tháng 5 năm 1975, Hai Xuân hớn hở sách túi quân trang bước lên đò, dọc ở bến Bắc Mỹ Thuận, xuôi dòng sông Tiền về Cù Lao Tân Phong thuộc tỉnh Vĩnh Long. Đến bến đò Cù Lao Tân Phong, Hai Xuân bước lên cây cầu ván, bắt sát mé sông Tiền để lên bờ. Và cũng tại nơi này cách đây 21 năm, hắn từ giả vợ dạy con thơ, vừa mới lên 10 tuổi để tập kết ra miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Lúc đó, Hai Xuân ước mơ cái ngày thống nhất đất nước sẽ xây dựng đất nước 10 lần tốt đẹp hơn. Vì vậy, hắn hạ quyết tâm đi theo tiếng gọi của bác hồ vĩ đại đánh cho mỹ cút ngụy nhau sớm giải phóng đất nước thoát khỏi ách đô hộ của đế quốc mỹ tên thực dân mới sừng sỏ gấp trăm lần tên thực dân pháp trước đây nghĩ tới nhân dân miền nam đang quằn quại rên xiết với ách thống trị của mỹ ngụy tại miền nam cơm ăn không đủ no áo mặc không đủ ấm con người phải thay thế trâu cày vâng cái hình ảnh thê thảm của vợ và con gái của hắn đang gồng mình dưới sức nặng của cái ách thay trâu cày trên thửa ruộng xình lầy nước ngập tới gối làm hắn đau đớn và hai xuân đã biến sự đớn đau thành sức mạnh điên cuồng trong cuộc trường chinh chống mỹ ngụy cứu nước máu mồ hôi và nước mắt của hắn đã rơi dọc trên đường mòn hồ chí minh dưới địa đạo Cù Chi chẳng chịt ngõ ngách ở Hạ Lào mùa hè đỏ lửa năm 1972. Ba cái sao vàng cùng một gạch trên cái nền đỏ như máu của đảng và nhà nước tưởng thưởng cho cái công lao hãn mã của hắn. Thượng úy Hai Xuân bồi hồi xúc động trước cảnh cũ mà người xưa giờ biết trôi giạt nơi đâu. Hắn nhìn quanh, quan sát nơi chôn nhau cát rốn tất cả đều hoàn toàn thay đổi. Bên bờ lao lách năm xưa, nơi hắn từng thả lưỡi giăng câu đã biến thành khu thương mại sầm uất Tàu bè tấp nập thay nhau cập bến, bốc dở hàng hóa, kẻ mua người bán mặc cả ồn ào. Vui cười trong những ngày đầu mùa giải phóng. Những mái nhà lợp, lá lụp sụp, nghèo nàn vào thời trai trẻ của hắn được thay thế bằng những dãy nhà ngói khang trang, làm hai xuân ngạc nhiên hết sức. Đối diện bên kia sông Tiền là xã Đông Phố, hắn cũng thấy toàn là những ngôi nhà gạch mái lợp ngói đỏ chói, ẩn hiện dưới những hàng cây ăn trái sum xê. Hai xuân đứng tần ngần trên bến đò mà mọi người nhìn hai xuân như một người xa lạ. Không còn một ai nhìn ra hắn là người cùng làng trước đây mà nhận diện ra hắn làm sao được chứ cái vẻ mặt hiền lành chất phát đôn hậu của người nông dân nam bộ đã lột xác hoàn toàn rồi cái gương mặt rạm nắng với vết thẹo sâu hoắm nằm bắt xéo trên gò má bên trái làm nổi bật đôi mắt đỏ ngầu dưới đôi lông mày trội xề lờ đờ vì đói thuốc lào hai xuân Vuốt lại bộ quân phục bằng vải các kỳ nam định đập bạc màu sương gió, chỉnh lại cái nón cối cho ngay ngắn cùng với mấy cái huy chương, đeo lòng thòng trên ngực, vứt cái túi quân trang khá nặng lên vai. Hắn thả bộ dọc theo con lộ trải đá trên bờ sông Tiền để lần về tổ ấm năm nào. Tuy xa cách ấp tân thiện đã lâu năm, miệt mài chinh chiến dài lâu nhưng hắn vẫn không thể nào quên được con đường xưa lối cũ rõ ràng lội bộ theo con đường này khi đi qua cây cầu dừa hai nhịp bắt qua con mương dọc hai bên con đường đất lồi lõm dẫn vào nhà hai xuân còn nhớ có trồng mấy cây dừa lửa thấp lè tè lấy bóng mát che căn nhà lá lụp xụp vừa đủ che mưa che nắng cho vợ con hắn hai xuân bàng hoàng ngơ ngác trước cảnh vật chung quanh hoàn toàn đổi mới chỉ còn hàng dừa già cỗi tàu lá xanh ngắt lao sao trong gió hắn nghĩ thầm nếu không có hàng dừa này thì dễ giàu gì mà tìm lại mái nhà lá ngày xưa chứ theo dòng thời gian tất cả đã thay đổi cái cầu dừa hai nhịp hồi đó đã được thay thế bằng cây cầu đúc xi măng và con đường đất nắng bụi mưa sình trơn trợt dẫn vào nhà bây giờ đã được lót bằng gạch tàu, đứng sừng sững trên cái nền nhà cũ, là một cái biệt thự không lớn lắm, nhưng khang trang, xinh xắn, mái lợp ngói âm dương màu đỏ, cột bằng đá mài màu cẩm thạch bóng láng. Khung cửa sổ bằng sắt lộng kiếm. Cánh cửa, cái bằng gỗ quý mở toang ra làm nổi bật cái màn cửa bằng lụa màu vàng kiêu xa. Khoảng giữa được thắt lại bằng một cái nơ màu đỏ hai cái đuôi nơ buông thả xuống phất phơ hắn dừng lại trên sân bụt miệng khen thầm nội mẹ ơi cái nhà này của tên địa chủ nào đây mà sang trọng quá chẳng lẽ là của vợ con mình hai xuân tự hỏi rồi tự trả lời chắc là mẹ con nó nghèo bá miếng đất cho người chủ khác rồi cũng không biết chừng thấy người lạ lai vãng trước nhà còn cho phèn từ trong nhà phóng ra nó hất cái mõm lên, nhìn hai xuân gầm gừ và hình như một vài tế bào di chuyển còn rơi rớt lại trên cái đầu mõm đen tuyền, lúc nào cũng ươn ướt. Nó cảm nhận theo linh tính, hai xuân cũng là người trong gia đình này. Con phèn thôi gầm gừ, nghe nguẩy cái đuôi cong cong, như dè dặt chào người khách lạ. Bỗng có tiếng xe máy nổi giòn ngoài cổng. Một thiếu phụ trẻ đẹp phóng xe Honda, dừng lại trước cửa nhà. Nàng bước xuống xe, gật đầu chào hai xuân rồi hỏi. Nay, chú bộ đội muốn tìm ai ở đây vậy? Dạ, tôi muốn tìm người thân. Hắn ngập ngừng nói. Tôi sống xa nơi này, này trên 20 năm rồi. Không biết họ còn ở tại đây hay là lưu lạc phương trời nào cũng không chừng. Nàng nhỏ nhẹ thưa. Cháu tuy sinh trưởng dùng này, nhưng lên Sài Gòn làm ăn đã lâu, Thỉnh thoảng, cháu trở về làng thăm mẹ, nên những người ở địa phương này cháu không biết rành lắm đâu. Thôi, cháu mời mẹ ra để chú hỏi chuyện, may ra có thể giúp được việc gì cho chú nghe. Hai Sơn nói, cảm ơn cháu. Chú đứng chờ chút xíu nha. Rồi nàng bước vào nhà gọi mẹ. Má ơi, có chú bộ đội muốn nhờ má giúp để tìm người quen ở làng mình nè mẹ nàng đang lui hui nấu cháo heo đằng sau nhà. Nghe con gọi, bà đứng lên, lấy vạt áo lau mồ hôi đang chảy thành dòng trên gương mặt, rồi đi lên nhà trên gặp con hỏi. Muốn tìm ai vậy con? Có chú bộ đội muốn tìm thân nhân. Rồi nàng đùa, không chừng là tìm má đó. Bà lườm con nói, trời nắng gắt thế này sao con không mời họ vào nhà đợi má. Nàng nhún vai nói, nói thiệt với má, con không ưa tội cán bộ cộng sản chút nào cả. Má ra trả lời cho ông ta đi. Xịt, nói khẽ cho con, giải phóng rồi đó nghe. Nói xong bà bước ra sân, chào người bộ đội lạ mặt rồi hỏi. Xin lỗi, ông muốn tìm ai ở Cù Lao Tân Phong vậy? Hai Xuân chưa kịp trả lời. Bà chết sững nhìn người lạ rồi giọng run run hỏi có phải ông là trịnh hoàng xuân tự hai xuân đã không chính xác tôi là hai xuân đây hắn vô cùng kinh ngạc hỏi bà là ai sao biết tên tôi rành rọt vậy bà ôm chầm lấy hai xuân nức nở đến nghẹn lời rồi nói tôi chính là người ông muốn tìm đây nè trời ơi bông đây sao đúng là vợ tôi đây mà hai xuân mừng mừng tủi tủi nói cuộc sum họp bất ngờ làm cả hai người nghẹn ngào hai xuân ôm chặt vợ vào lòng mà hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má dày dạn phong trần thấy vợ sống cơ cực quá mùi mồ hôi lẫn mùi cháo heo chua lòm toát ra từ chiếc áo bà ba sờn vai ướt đẫm mồ hôi hai xuân an ủi nói thôi Bây giờ đất nước đã được giải phóng rồi, sẽ không còn cảnh người bóc lột người, nhân dân sẽ làm chủ tập thể các nông trường công trường. Thôi, bà ngắt lời chồng rồi nói tiếp, vô nhà đi ông, đứng ngoài sân nóng quá, coi chừng bị trúng nắng đó. Hai Xuân đi theo vợ, bước vô nhà, hắn chóa mắt vì đồ đạc trưng bày trong phòng khách mà trong cuộc đời hắn chưa từng thưởng thức bao giờ chẳng hạn cái dàn máy thâu băng Akai âm thanh nổi, bộ ghế salon bằng gỗ quý, bọc nhung màu xanh đẹp quá. Và trong nhà hình như không thiếu cái gì cả từ cái tủ lạnh, máy may, đồng hồ treo tường. Ngài Xuân nghĩ thầm trong bụng, chính xác là cái nhà này của một tư bản nào đây rồi. Vì vậy, hắn nhìn vợ rồi bất ngờ hỏi, bà đi ở đỡ cho tên chủ nhà ác ôn này bao lâu rồi. Vợ hai xuân biết chồng hiểu lầm, bèn làm bộ thở dài, than thân trách phận nói. Ông thấy rồi đó, sau khi ông đi tập kết ra ngoài Bắc, ngôi nhà này bị một tay cường hào ác bá trong vùng cưỡng đoạt và xây kết lại như bây giờ đó. Trước ngày giải phóng, tên này chạy ra nước ngoài, chỉ để lại đứa con gái trông coi tài sản tôi trở lại nơi này xin giữ chân ở đợ để nghe ngóng tin tức của ông hai xuân cảm động nhìn lấy vợ thùy chung rồi nói bọn chủ nhà đối xử với bà có tử tế không vợ hai xuân làm bộ khóc thút thít noi nói tội tôi lắm ông ơi nó bắt tôi làm quần quật suốt ngày hết dọn dẹp nhà cửa lại đi chợ nấu ăn cho mẹ con của nó rồi phải nấu cháo heo sống cơ cực như vậy mà cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm cái thân già này. Hai Xuân nổi nóng hỏi. Rồi đây tôi sẽ bắt hết bọn tiêu tư sản ác ôn này đi học tập lao động cải tạo hết. Thế còn con gái của mình bây giờ nó sống ra sao rồi hả à, bà? Vợ Hai Xuân nói. Thì cũng đi ở đỡ như tụi tôi thôi ông ơi. Hai Xuân đặt cái túi quân trang xuống nền gạch bông bóng láng, lấy ra mấy bộ đồ công nhân màu xanh bằng vải kaki nam định, một chục lít gạo tẻ, vài thỏi đường mía và vài hộp thịt heo do Trung Quốc sản xuất đưa hết cho vợ nói. Đây là chút quả mọn, tôi dành dụng mang từ Hà Nội vào để cứu đói hai mẹ con bà đó. Ăn cơm xong, bà dẫn tôi đi thăm con Thu. Không biết bây giờ mặt mũi nó ra sao, có giống tôi không hả bà? Bà tăng ré lên. Thấy gì? Giống ông hả? Con thua mà giống ông thì chỉ có nước thành gái già mất. Thôi, khỏi phải đi thăm con. Người thiếu vụ từ trong nhà sau bước ra hỏi. Có phải ông cán bộ này định cho con đi lao động cải tạo hết kiếp phải không má? Bà Âu Yếm nói với con. Phải, ông cách mạng này đó con gái. Đây là tiếc con mới trở về đó con gái à. Nàng nhìn hai xuân một cách chăm chú rồi xúc động bật tiếng kêu. Cha ơi! Rồi thu ôm chầm lấy hai xuân, với hai hàng nước mắt khóc rưng rưng. Hai xuân ngạc nhiên nhìn vợ hỏi. Có phải con thu đây không bà? Nó đó chứ còn ai vô đây nữa. Trong lòng hai xuân, bỗng rộn rã với niềm vui hạnh phúc đoàn tụ gia đình quá bất ngờ. Hắn vuốt tóc con gái, giọng cảm động nói. Thu, con gái cưng của tía đây mà. Hai Xuân quay sang vợ hỏi, sao hồi nãy bà nói con Thu cũng đi ở đỡ cho người ta vậy? Vợ Hai Xuân cười nói, đùa với ông một chút thôi mà, nó mà đi ở đỡ cho ai chứ? Cơ ngơi này là nó một tay nó tạo nên đó. Đến phiền Hai Xuân há hốc mồm kinh ngạc, sợ mình nghe lầm, hắn hỏi vặn, bà nói cái gì vậy? Con Thu là chủ căn nhà là thiệt hả bà? Nó chứ còn ai vô đây? Hai Xuân vui mừng nói. Trời đất! Vậy là mẹ con bà thuộc về giai cấp địa chủ rồi con gì nữa. Tôi cứ tưởng hai mẹ con bà ở trong miền Nam đói khổ lắm kia mà. Nên tôi mới dành dụng được vài bộ đội giải thô, vài ký gạo, đường mía, thịt hộp mang vào cứu đói mẹ con bà. Nhưng thiệt không ngờ, hai Xuân nói có vẻ thẹn, hai mẹ con bà giàu có như thế này đây. Vợ hai Xuân đỡ lời, thôi bỏ qua chuyện đó đi. Rồi bông quay sang bảo con, thu à, con ra chuồng gà sau giường, bắt con gà mái dầu mập nhất để má làm cơm chiều đại tía con, và mừng ngày gia đình mình đoàn tụ Bây giờ phòng khách chỉ còn lại hai vợ chồng hai Xuân. Hắn hỏi vợ, xa nhau đã hơn hai mươi năm. Tôi bây giờ khác xưa nhiều lắm. Sao mà bà nhận ra tôi liền giỏi vậy? Có gì khó đâu. Mùi mồ hôi đặc biệt của ông. Tôi còn lạ gì nữa chứ. Đứng dưới gió cách một trăm thước tôi còn nhận ra ông mà. Huân hồ gì chỉ đứng cách ông có mấy thước thôi. Hai Xuân gật đầu mỉm cười hỏi. Con Thu, bây giờ nó thật sự thuộc về giai cấp tiểu tư sản rồi đó, phải không bà? vợ hai xuân đột ngột nghe chồng nói vậy có vẻ không bằng lòng hỏi lại nếu tôi trả lời phải thì sao không phải thì sao ông tính sổ với nó như thế nào đây ông muốn đấu tố nó để lập công phải vậy không hai xuân buông thỏng một câu khô khan con thu phải đi dùng kinh tế mới để học tập lao động cải tạo tôi không giúp được gì cho nó đâu vì đó là chính sách cách mạng vô sản của đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa mà. Vợ Hai Xuân nổi cáo lớn tiếng nói, cái con khỉ mốc, cái gì là cách mạng vô sản, giai cấp tiểu tư sản, ai áp bức bóc lột ai, thì sau này ông sẽ rõ. Bây giờ nói ra còn quá sớm, tài sản này là do mồ hôi, nước mắt của hai mẹ con tôi gây dựng nên, có bóc lột ai đâu. Còn thù nó buôn bán, tảo tần ở sài gòn cũng vất vả lắm mới tạo được cơ ngươi này ngày hôm nay vợ hai xuân giọng gay gắt nói còn bầy heo mười con trong chuồng tôi nấu cháo heo nuôi chúng từng ngày chúng nó lớn tôi đem bán lấy tiền như vậy cũng có tội sao còn nữa ba cái máy cày tôi mua cho bà con nông dân trong xã mướn kẻ có cơm người có của đôi bên cùng có lợi như vậy bảo tôi bóc lột giai cấp nông dân được sao? Ông nói con Thu là địa chủ hả? Bây giờ mà ông còn xài danh từ địa chủ sao khó nghe quá đi. Tập thể nông dân miền Nam đều được hữu sản hóa theo luật người cày có ruộng của chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa. Gia đình mình cũng được ba mẫu đất như mọi gia đình khác. Còn giàu nghèo là do sức phấn đấu của mỗi gia đình. Giả lại, gia đình mình cũng chẳng giàu có gì hơn ai trong cái xã này đâu. Ông ơi! Cuộc đấu tranh tư tưởng của vợ chồng Hai Xuân đang đến hồi gây cấn phải dừng lại. Vì có tiếng trẻ con xôn xao trước sân. Có tiếng một cậu bé con gọi vọng vào trong nhà. Bà hai cô Thu ơi! Có ai ở trong nhà không? Tụi con đưa thằng Tom về nhà đây nè. Vợ Hai Xuân nghe tiếng gọi. Lật đật đứng dậy đi ra trước cửa đón thằng cháu ngoại. Thu đang làm cơm đằng sau nhà bếp. Tất tả chạy ra đón con. Thằng Tom từ ngoài sân chạy phóng vào trong nhà ôm chầm lấy bà ngoại miệng liếu lo. Thưa ngoại, thưa má, con đi học mới về. Thu âu yếm hỏi con. Sao? Con đi học có vui không? Có đứa nào ăn hiếp con của mẹ không? Thằng Tom lắc đầu nói. Má biết không, tụi bạn rủ con đi tắm sông. Tập cho con lội nữa đó. Vui lắm má dạy con hoài, đừng tắm sông, nguy hiểm lắm, rủi ro chết chìm thì sao? Không có sao đâu, thằng Tom nói, con ôm cây chuối tập lỗi mà. Một đứa trong đám bạn của Tom nói, Ê Tom, tụi tao về nhà nghe, ngày mai gặp mày tại sân trường. Thu trả lời thay con. Cảm ơn mấy cháu đưa thằng Tom về nhà giùm cô nghe. Dạ, tụi con chào cô Thu, sau khi đám bạn học đi rồi, thằng Tom mới chú ý đến người đàn ông lạ mặt trong nhà. Vẻ bậm trợn của hai xuân làm cho nó sợ sệt, nép vào lòng mẹ hỏi nhỏ, ông này là ai vậy má? Thu nắm tay con tới trước, mặt hai xuân rồi nói, khoanh tay thưa ngoại, con đi học mới về. Thằng Tom làm y theo lời mẹ dạy. Hai Xuân nhìn thằng Tom chăm chú, quan sát thật bộ dạng của thằng cháu ngoại. Cái mái tóc màu vàng vàng, đôi mắt to, con ngươi màu xanh lơ, cộng thêm cái sóng mũi cao quá khổ của nó. Bỗng, hai xuân kêu trời một tiếng, ngồi phệt xuống nền gạch bông, như kẻ mất hồn, cay đắng hỏi vợ. cô tu đó lấy chồng Mỹ hả bà? Thấy đó biết rồi, còn phải hỏi gì nữa? mà cái chuyện con Thu nó lấy chồng Mỹ còn dài dòng lắm. Hôm nào tôi sẽ kể cho ông nghe đầu đuôi gốc ngọn. Bà quay sang con gái nói, Thôi, xuống nhà bếp lo chuẩn bị cơm nước đi, tía bày đói bụng rồi đó. Hai Xuân thở dài ngao ngán nói, Cả cuộc đời tôi đi chống Mỹ cứu nước, bây giờ Mỹ đã cút, Nguyễn đã nhau Không về trong gia đình tôi còn tồn tại một thằng đế quốc Mỹ này. Mà nó còn kêu tôi bằng ông ngoại nữa là trời. Một lát sau, mâm cơm chưa được thu dọn lên bàn ăn. Nhưng sự có mặt của thằng Tom làm không khí trở nên ngột ngạt. Hai Xuân nhìn thằng Tom chăm chăm, làm thằng bé hết nhìn ngoại, rồi nhìn mẹ như cầu cứu. Thu trong lòng cũng không vui bỏ đũa, đưa con xuống nhà bếp ăn cơm với con. Hai Xuân hành học nói, bỏ hết người gã ba lại gả con cho bọn mỹ xâm lược vậy bà vợ hai xuân bình tĩnh trả lời việc con thu lấy chồng mỹ là có căn nguyên của nó ông à hồi tết mẫu thân con thu lên sài gòn đi làm công cho một tiệm thuốc tây gần phi trường tân sơn nhất không may nó bị trúng miệng đạn pháo may nhờ có trực thăng mỹ đưa nó về bệnh viện hoa kỳ ở biên hòa cứu cấp kịp thời cho nên nó mới sống sót một ông bác sĩ người mỹ thương con thu mới xin cưới nó làm vợ còn giúp cho con thu một số vốn khá lớn để hồn hạp với người ta nữa mở một tiệm thuốc tây ở sài gòn nhờ vậy con mới có tiền cất nhà cửa cho tôi ở đây nè ông ạ Hai xuân vẫn ngoan cố nói tôi đi làm cách mạng chống mỹ cứu nước bà lại đi gả con cho bọn xâm lược mỹ chẳng khác nào bà đá dò lái tôi rồi. Lẽ ra, bà phải ngăn cản nó chứ. Lỗi tại bà hết đó. Vợ Hai Xuân cũng đổ quạo cách. Con Thu nó lấy chồng Mỹ là do lỗi của ông cho không phải tôi. Ông nghe rõ chưa? Hai Xuân hỏi ganh lại. Tại sao là lỗi của tôi chứ? Bà nói tôi nghe thử coi. Nếu Tết mẫu thân, Việt Cộng không mở cuộc tấn công vào thành phố Sài Gòn gia đình, thì làm gì xảy ra chuyện con thu bị thương chính bọn việt cộng đã tạo cơ hội cho nó gặp ông bác sĩ mỹ chồng tương lai của nó đó vợ hai xuân nói móc không chừng lúc đó ông cũng có mặt trong đám tàn quân việt cộng nữa hai xuân nổi nóng quát ầm lên nè 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 tôi cấm bà từ đây về sau không được dùng danh từ việt cộng để ám chỉ lực lượng vũ trang cách mạng bà nghe rõ chưa Vợ Hai Xuân cũng điên tiết lên hát Tôi nói gì cộng nó, ông làm gì tôi? Cách mạng cái con mẹ gì? Vừa mới cưỡng chiếm được miền Nam là dội dơ vét hết tài sản của đồng bào miền Nam. Tiệm thức tây của con Thu ở Sài Gòn cũng bị lũ chúng nó cướp sạch bách. Nên con Thu phải dẫn con về đây lánh nạn cộng sản đó. Bà nói tầm bậy, yêu cầu bà đừng có du khống lực lượng cách mạng đó nghe họ không bao giờ tham lam cây kim sợi chỉ của nhân dân bà nhớ đó vợ hai xuân mai mỉa chính xác vì cây kim sợi chỉ có bao nhiêu tiền đâu chiếm đoạt đất đai nhà lầu xe hơi vàng bạc châu báu ti di tủ lạnh mới đáng giá chứ phải không ông hai xuân nghe tiếng cha mẹ cãi nhau to tiếng ngoài phòng ăn thu từ trong bếp chạy ra can việc gì cũng giải quyết được mà. Ba má xa nhau 20 năm rồi. Vừa mới đoàn tụ lại lo gây gỗ với nhau. Nếu cha không đồng ý cho con và thằng Tom ở đây thì con dẫn nó qua Cần Thơ, ở tạm với gia đình cậu mở Út cũng được, chuyện dễ thôi mà. Vợ Hai Xuân dành giọng một cách chích khoát. Nhà này của bay tạo ra, hai mẹ con bay cứ ở đây. Ai không đồng ý thì cứ việc ra đi, tao không thèm giữ ai hết hai xuân xô ghế đứng dậy tức giận và nói tôi không bao giờ chấp nhận sự có mặt thằng tôn con tép tồn tại trong cái nhà này cả dứt khoát có nó là không có tôi Sao, bà có nghe rõ không tôi đi đây chào dĩnh biệt sau đó thượng úy hai xuân bỏ nhà ra đi biệt vô âm tín không thư từ tin tức về gia đình này cả nghe nói Hai Xuân tiếp tục tiến lên dưới ngọn cờ bú liềm vinh quang của Đảng. Phục vụ tham vọng bành trướng của đế quốc Xô viết, nới rộng biên giới Liên Xô từ Điện Cẩm Linh đến Sài Gòn, vượt Thất Sơn vào tận Nam Vang. Hai Xuân là hiện thân của tập đoàn lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam ngu ngốc, giáo điều và cuồng tín, ngủ mê trên chiến thắng ba tên đế quốc sừng sỏ Nhật, Pháp, Mỹ. Mùa hè năm 1987, trong trận đánh bôn tập lực lượng Khmer Đỏ tại tỉnh Tạc Keo gần biên giới Việt Nam, trong lúc Trung tá Hai Xuân điều động lực lượng vũ trang Việt Cộng truy kích địch, chẳng may Hai Xuân nhẫm phải mìn do Khmer Đỏ gài, một phần chân trái của Hai Xuân đã gửi lại chiến trường sắt máu Campuchia. Hai Xuân được cấp trên đưa đi điều trị ở Bệnh viện Giã Chiến 95 trên đường dây 559, trở thành phế nhân từ giả vũ khí. Hai xuân ví như một trái chanh, vắt hết nước bị đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa vứt bỏ không thương tiếc. Với mớ tuổi đời trồng chất, sau những năm dài chinh chiến giữa rừng sâu nước độc, sơn lam chướng khí, ăn uống thiếu thốn hai xuân nhiễm phải bệnh thấp khớp kinh niên cộng thêm vết thương ung mổ của chân trái hành hạ hắn đã trải qua cơn ác mộng kinh hoàng ở trại tập trung thương phế binh Việt Cộng ở bệnh viện 95. Tại bệnh viện này, quy chế đối xử giữa thương phế binh chính quy Cộng sản Bắc Việt và Việt Cộng mặt trận giải phóng miền Nam hoàn toàn khác nhau. Thực phẩm, thuốc men đều dành ưu tiên cho cán binh Cộng sản Bắc Việt. Vì vậy đời sống của hai xuân trong trại thương binh ngày càng thê thảm đói khát vết thương hành nhức nhối triền miên nhưng cũng may cho hai xuân hắn có một đồng chí thương binh miền nam gốc sài gòn nhờ được vợ thăm nuôi tiếp tế thường xuyên nên hoàng tên người thương binh đều đem chia sẻ với hai xuân người đồng cảnh ngộ cả hai sau khi rời khỏi bệnh viện chín mươi hoàng đưa hai xuân về gia đình ở thủ thiêm nhà của vợ chồng hoàng nằm trên đường lương định của gần chợ thủ thiêm đùm bọc hắn nhìn vợ chồng hoàng sống bằng nghề buôn bán hàng bông ở chợ không khá giả gì cho lắm thấy mình ăn bám gia đình người ta hoài cũng ngượng nên hai xuân chọn nghề vá ruột xe hai bánh bên cạnh chợ thủ thiêm vào ban ngày còn ban đêm ngủ trên mấy sạp bán thịt heo bỏ trống sống lấy lất như vậy qua ngày đoạn tháng nhờ bến phà thủ thiêm nằm trên tuyến đường lương định của luôn luôn nhộn nhịp người qua lại nên đời sống cũng tạm ổn vào những buổi hoàng hôn khi những chuyến phà thủ thiêm cuối cùng rời bến về bên kia thành phố sài gòn đã bắt đầu lên đèn hai xuân thường chống nạn đi dọc theo bờ sông yên lặng nhìn những dề lục bình trôi bập bình trên sóng nước với đôi mắt u buồn chứa chan tâm sự mấy giọt nước mắt mong manh động lại trong hai hốc mắt lõm sâu chảy dài xuống gò má rạm nắng với mấy vết sẹo lớn nhỏ cắt ngang dọc đó là những chiến tích của cả một thời oanh liệt lăn lóc trườn bò trên khắp chiến trường từ cao nguyên đến vùng đồng bằng sông cửu long chống Mỹ cứu nước và bây giờ là bệnh tật thương tích đầy mình. Hai xuân sống lê lết cuộc đời tàn tạ trên đôi nạng gỗ, vật lộn với miếng cơm manh áo trên bến phà thủ thiêm. Tất cả vinh quang, tủi nhục, hận thù và sám hối đều tồn đọng trên gương mặt khắc khổ. Dày dạn phong xương đã làm nên con người hai xuân. Một mẫu người nông dân điển hình của người nông dân Nam Bộ mà lòng nhiệt tình yêu nước của họ đã bị Hồ Chí Minh khai thác triệt để đã biến họ thành những tên lính xung kích cuồng tín cho bọn đệ tam quốc tế cộng sản. Và họ đã cống hiến xương máu của mình để làm nên các chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vong bản. Khi dân tộc với một bầy lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam lang sói, tán tận lương tâm, buôn dân bán nước cho Nga Tàu, còn thân phận của họ, những người lính Việt cộng thuộc mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam năm xưa chẳng khác gì loài ưng khuyển qua hết mùa săn, tất sẽ bị xẻ thịt phân thay. Hai xuân hối hận, nhớ quê nhà, nhớ vợ, nhớ con, muốn trở về đoàn tụ cùng gia đình sống cho hết cái tuổi già, nhưng còn mặt mũi đâu mà nhìn mặt vợ con hai xuân bây giờ mới thấm thía lời nói của con vợ mình nó nói đúng quá mà mình ngoan cố không chịu nghe có hối thì cũng muộn màng rồi hạnh phúc lớn lao nhất của hai xuân bây giờ là mỗi ngày kiếm được vài đồng bạc để chống đôi nặng gỗ đến gánh cháo lòng heo của chị tám ăn no một bữa buổi sáng nay sau khi vá xong vài cái vỏ ruột xe đạp Hai Xuân cảm thấy đói bụng cồn cào bèn chống nạn, đến gánh hàng cháo lòng của chị Tám ăn sáng. Hai Xuân thấy rằng bé khoảng 14-15 tuổi, hình như nó là con lai thì phải, vì mái tóc vàng hoe giống thằng Tom, thằng cháu ngoại của mình đang ngồi trên cái ghế đầu thấp lè tè bưng cái tô cháo lòng, hút rồn rột, trông nó có vẻ đói lắm. Hai Xuân nhìn thằng bé, hỏi làm quen. Nói tên gì vậy? Dạ, tụi bạn gọi con là Dũng Lai. Cháu làm nghề gì để sống vậy? Dũng Lai trả lời tỉnh bơ. Móc túi. Trời đất, bỏ hết nghề làm rồi sao mà đi móc túi chứ? Móc túi cũng có nhiều hạng chứ bỏ. Con chỉ móc túi bọn nhà giàu ác ôn thôi. Bọn con ông cháu cha đó. Tụi con không bao giờ móc túi những người lao động buông thúng bán bưng nghèo khổ đâu. Khi nào trúng mánh, con chia sớt với mấy em bụi đời. Đùm bọc lấy nhau theo luật đường phố. Như vậy, có gì là xấu đâu bác hai. Hai xuân cứng họng và phải thầm phục cái khí phách ngang tàn của nó. Hai xuân đề nghị với nó. Bác đang làm nghề giá, giỏ ruột xe hai bánh. Bác đang cần một trợ thủ nếu cháu bằng lòng, hai bác cháu mình hợp đồng kiếm cơm sống con ngày, cháu tính sao? Bộ bác muốn cháu làm đinh tặc hả? Ngày này không có ăn đâu. Bác hai ơi, coi chừng bị người ta đục cho phù mỏ đó. Thôi, cháu đi đây. Phà sắp rời bến rồi đó. Hẹn gặp bác hai sau nghe. Dũng Lai quay sang chào dì Tám. Con đi nghe bác Tám. Dì Tám nói dối theo. Nè, Cuối tuần nhớ dẫn mấy cháu buổi đời đến nhà để dì tám dạy học cho nghe Dũng. Dũng nói, dạ con nhớ rồi. Dũng lai đi rồi. Hai Xuân nhìn dì tám rồi hỏi, bộ thằng Dũng lai là con hay cháu của chị vậy? Mấy cháu buổi đời tội nghiệp lắm, tôi xem chúng nó như con cháu vậy. Tuần nào tôi cũng dành một ngày dạy học cho các cháu. Cố gắng dạy các cháu điều hay lẽ phải để trở thành người tốt trong cái xã hội xô bồ xô bổn này đó, trước năm 1975 tôi là cô giáo trường tỉnh cũng có ít nhiều kinh nghiệm dạy trẻ mà. Hai Xuân nhìn nồi cháo lòng heo, lấy tay xoa bụng rồi nói: "Chị tám làm ơn cho tôi một tô cháo lòng heo đặc biệt nghe, ăn no tới chiều luôn." Thấy thằng Dũng lai, sao tôi nhớ thằng Tom cháu ngoại của tôi quá. Dì Tám vừa múc cháo ra tô vừa hỏi. Hỏi thiệt chú hai nghe, đừng nói tôi tò mò nghe. Vợ con của chú hai ở đâu? Chú hai có tuổi, lại còn tàn tật nữa. Sống độc thân như vậy mãi không phải cách đâu ạ. À. Chú hai à, chưa cháo, chưa bánh mì. Làm sao mà thỏ được chứ? Hai Xuân bèn kể cho dì Tám một khoảng đời lầm lạc của mình để rồi phải tha phương cầu thực đi biệt xứ như ngày hôm nay. Chị Tám lắc đầu khuyên. Hồi mà chú hai, tôi nghĩ chú mà trở về quê nhà chắc thím nó không có hờn trách chi đâu. Thánh nhân còn mắc lỗi lầm huống là con người ta. Một lời xin lỗi muộn màng, chắc vợ và con cháu cũng không có hẹp lượng đâu. Chú hai nghĩ lại đi, nghe lời nói của tôi có đúng không? Giả dạ lại năm cũ sắp hết, Tết nguyên đáng, mẫu thình sắp đến nơi rồi. Ngày mốt là 23 tháng chạp là ngày cúng đưa ông Táo về trời đó. Đây là cơ hội đoàn tụ gia đình tốt nhất đó chú Hai. Cảm ơn chị Tám nhưng ngặt một nỗi. Hai Xuân lắc đầu nói tiếp. Tôi bỏ nhà ra đi gần 13 năm rồi. Bây giờ tôi thân tàn ma dại tàn phế. Áo quần lam lụ. Mặt mũi nào mà trở về ăn bám vợ con hả chị Tám? Chuyện này giải quyết dễ thôi mà, để tôi giúp chú được mà. Chút nữa, chú hài theo tôi về nhà đi. Tôi còn mấy bộ đồ cũ của ông nhà tôi để lại đó. Hy vọng chú sẽ mặc vừa khích. Tôi tặng cho chú vài chục bạc để mua vé xe đò về quê. Biết đâu thím tám còn chờ chú trở về thì sao? Hai Xuân ngạc nhiên hỏi. Sao tôi không hề thấy ổng cánh hàng ra đây phủ với chị một tay vậy chị Tám? ông là lính thuộc trung đội địa phương quân có nhiệm vụ chấn giữ đả hoàng sa khi bọn giặc tàu xâm lược đổ bộ lên đảo đông như kiến nghe chiến hữu của ông sau này kể lại ông đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng rồi dùng lưỡi lê đâm họng tự sát nhất định không đầu hàng giặc tàu ô chị tám nói ông chết hiên ngang oai hùng lắm vì vậy tôi ở dậy thờ ông cho tới bây giờ Hai Xuân ái ngại hỏi, ảnh là lính Việt Nam Cộng Hòa, con tôi là lính Việt Cộng, chị không thù ghét gì tôi sao chị Tám? Chị Tám có vẻ bực mình gắt, thôi đừng nhắc tới chuyện hận thù nó cha nội. Chú có hai là kẻ lầm đường lạc lối đi theo bọn Việt Cộng được cái con mẹ gì chứ, tôi chấp nhất cái chú làm gì, có đúng không? Hai Xuân thở dài nói, tôi đã sáng mắt từ khuya rồi chị Tám à chưa hết đâu chưa hài. Rồi đây Chúa sẽ biết dân tộc mình, đất nước mình, gia đình chúng ta và bản thân của Chúa sống ra sao giữa hai tầng áp bức, bóc lột giữa bầy giai cấp lãnh đạo lan sói, buôn dân bán nước cho bọn giặc thầu cộng xâm lược. Bọn chúng sẽ cấu kết với nhau, sẽ còn cướp đi nhiều thứ nữa đó. Chị Tám nói tiếp. Thôi, bây giờ chú đi từ giả vợ chồng chú Hoàng đi, rồi lo thu xếp đồ đạc là vừa. Chút nữa, chú hai theo tôi về nhà lo sửa soạn hành trang, để sáng mai lên đường trở về Vĩnh Long đoàn tụ gia đình. Tối nay, tôi qua nhà người em họ ngủ qua đêm với nó. Hai Xuân thật sự cảm động nói, Cảm ơn chị Tám nghe, tấm lòng chị thiệt là quảng đại và dị tha đó. Cả đêm, Hai Xuân thao thức không ngủ được. Vừa hồi hộp, vừa mừng, vừa lo không biết những gì sẽ xảy ra khi đối diện với vợ con. Vợ mình có chấp nhận tha thứ những lời nói bạc ác của mình ngày xưa không? Hai Xuân mệt mỏi, chợp mắt được một lúc thì trời vừa rạng đông. Chị Tám đã trở về nhà, đánh thức Hai Xuân dậy và nói. Chú Hai ơi, dậy ăn sáng rồi chuẩn bị lên đường là vừa. Ngày Tết nguyên đáng sắp đến, mua vé xe đỏ về miền Tây không có phải dễ dàng đâu, có khi chen lấn cả ngày mới mua được vé đó. Chú Hai à, thôi, bây giờ tôi phải gánh cháo lòng ra chợ trước để kịp bán cho chuyến phà đầu tiên, tôi phải đi trước đây. Hai Xuân lật đật thức dậy, sắp xếp hành trang trong cái ba lô xong, đã thấy một tô cháo lòng còn nóng hổi, bốc khói thơm phức, một tách trà và vài chục bạc để sẵn trên bàn gỗ tạp. Hai Xuân ăn sáng vội vã, rồi xách túi hành trang gọn nhẹ đi bộ ra bến phà. Trong khi chờ đợi chuyến phà đầu tiên rời bến, Hai Xuân đến chào từ giả chị Tám và vợ chồng người bạn trẻ. Hoàng chuẩn bị sẵn vài chục bạc, nhét vào túi áo bạn và nói, Anh hai giữ vài chục bạc này để đi đường, sắp Tết nguyên đáng, mọi người đều đổ xô về quê ăn Tết vé xe đò có khi phải mua chợ đen đó mắc cấp ba bốn lần giá chính thức là anh xin cảm ơn vợ chồng chú hoàng nghe hy vọng sẽ có dịp trở lại nơi này một ngày gần đây để đền ơn đáp nghĩa những người bạn tốt bụng ở đây bên thềm năm mới xin chúc hai em buôn may bán đắt ăn khang thịnh dưỡng xin chào tạm biệt bỗng nghe tiếng còi phà rút lên từng hồi chuẩn bị rời bến hai xuân theo đoàn người xuống phà đứng trên boong tàu ngậm ngùi vẫy tay chào tạm biệt những người thân quen khoảng hai giờ chiều cùng ngày hai xuân trở lại bến đò cù lao tân phong sau mười ba năm xa cách hắn chống đôi nạn gỗ đi về tới nhà với tâm trạng lo âu khi đối diện với vợ con không biết phải ăn nói ra làm sao đây đang đứng tần ngần trước căn nhà năm xưa chưa kịp lên tiếng gọi Thì bất ngờ một con chó từ trong nhà phóng ra Lần này không còn con chó phèn ra mừng hắn trước đây Mà là một con chó bét dê to lớn Gầm gừ trồm lên người hai xuân Làm hắn té bò càng dưới đất Thời may Một tên bộ đội mặc quân phục chỉnh tề đầu đội nón cối Với quân hàm ba sao Hai gạch vàng trên cái nền đỏ và đeo lụng lặng bên hông một khẩu K-54. Với giọng hách dịch tên này hất hàm hỏi, muốn tìm ai ở đây hả? Sự cố xảy ra bất ngờ quá. Hai Xuân thật bối rối ấp a à, ấp ống nói, Thưa đồng chí, tôi muốn gặp người chủ căn hộ này ở đây. Thằng này láo nhỉ? Ai là đồng chí của mày chứ? Hắn trợn mắt quát như tát nước vào mặt hai xuân rồi nói tiếp tao là chủ căn hộ này đây tao không biết mày là ai cả cút xéo đi ngay cho khuất mắt hai xuân bẽn lẽn quay lưng đi ra ngoài đường lúc bước qua cây xi măng bắt qua con mương hai xuân quay lại nhìn hàng dừa lửa còn bám đất bên cạnh căn nhà đó bỗng hai xuân thấy bóng một người đàn bà ngồi rửa chén bát trên cái sàn nước dáng ai sao giống dáng vợ mình quá sợ bị chó bẹt dê vô. Hai Xuân bèn cặp đôi nạng vào nách, nhảy ôm xuống nước, lội bì bõm dưới mương về phía cái sàn nước. Đang tháo cái khăn rằn, quàng cổ, lau mấy, mồ hôi trên gương mặt, bỗng nghe tiếng gọi từ dưới sàn nước vọng lên. Bông, có phải bà đó không bông? Bà ta đang lau mặt, bỗng đầu nghe tiếng ai ở dưới nước gọi vọng lên tưởng đâu hà bá gọi mình bà ta sợ xanh mặt nói phải 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 tôi tôi tôi, tôi là bợ bông đây bông ai gọi đó đừng làm tôi sợ nghe nghe đúng là tiếng vợ của mình rồi hai xuân mừng quá ôm cây cầu dừa bò lên nói tôi là hai xuân đây này không phải hà bá đâu đừng sợ má con thu à trời đất ơi ông hai xuân thiệt đó hả Nội mẹ ơi, sao ông ra nông nội này nè trời? Hai Xuân nói, chuyện còn dài dòng lắm. Bà làm ơn, nắm cái đầu nạn gỗ kéo tôi lên coi má con thu. Thấy chồng trở về quá bất ngờ. Vợ Hai Xuân chết sững chưa nói được lời nào. Mà hai hàng nước mắt tuôn như mưa. Còn Hai Xuân cũng ôm chặt vợ vào lòng nói trong nghẹn ngào. Tôi bây giờ thiệt sự ăn năn hối hận lắm rồi bà ơi. Phải chi lúc trước tôi nghe lời bà, thì đời tôi đâu đến nỗi thân tàn ma dại như vậy. Vợ Hai Xuân cay đắng hỏi, Sao thân thể ông ra nông nổi này vậy ông Hai Xuân? Hai Xuân út ức nói, Tôi bây giờ đã là phế nhân như một trái chanh bị dắt hết nước bỏ giọ. Một phần cái ống quyển của cái chân trái tôi đã để lại trên chiến trường Campuchia và bệnh thấp khớp hành hạ thân xác đau nhất kinh niên nữa hai xuân đau khổ hỏi con ba tại sao bà lại ra nông nổi này phải bán nhà đem thân ở đỡ cho tụi cán bộ cộng sản bắt giật dạy bà còn con thu và con của nó đâu cả rồi vợ hai xuân khóc kể sau khi ông dẫn bỏ nhà ra đi được có mấy năm con thu dẫn thằng tom vượt biên vào dịp tết nguyên đáng quý hợi để cha con chồng vợ đoàn tụ với nhau ở bên Mỹ. Bọn cán bộ chính quyền địa phương dịnh vào cớ đó tịch biên hết nhà cửa ruộng đất, máy cày do con Thu đứng tên. Tôi phải năn nỉ hết nước miếng, tụi nó mới cho tôi cất cái chòi lá sau đục giường, nuôi bầy heo cho con vợ của nó. Để chờ đợi cái ngày ông hồi tâm trở về đây, còn biết tôi ở đâu mà tìm cán bộ cộng sản cao cấp chủ căn hộ này mà tôi gặp hồi nãy là ai vậy bà biết không nghe nói hắn là cán bộ cao cấp gì đó ở trên tỉnh nên hắn cũng có quyền chiếm đoạt cái nhà của con thu làm của riêng vợ hai xuân cười mỉa mai hỏi sao bây giờ ông sáng có mắt chưa dậy ông hai xuân hai xuân nghe vợ hỏi gục mặt xuống đất che giấu sự xấu hổ và nói Chuyện đã dĩ lỡ rồi, không có cái giải nào giống cái giải nào. Nhắc lại làm gì cho thêm đau lòng xót của. Bây giờ bà tính làm sao đây? Còn tính gì nữa? Tôi thề với lòng là khi nào gặp được ông, tôi sẽ rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Mỗi ngày gặp mặt bọn ăn cướp này tôi tức ói máu. Tôi còn cái ghe tam bản neo dưới mương để chờ ông về đó. Vợ Hai Xuân dứt khoát nói, Thôi, Ông giúp cái ba lô xuống ghe trước đi Đứng đây chờ một chút Tôi lên nhà nói cho chúng nó biết Rồi túm hết quần áo đưa ông xuống ghe Vợ chồng mình sẽ đi về dùng đất mới làm lại cuộc đời Khi vợ hai xuân chèo chiếc ghe tam bản Đưa chồng ra giữa dòng sông Cổ Chiên Hai Xuân nhìn vợ hỏi, mình định đưa tôi đi đâu vậy? Vợ Hai Xuân còn tức nói móc, đi theo cách mạng đánh cho Mỹ cốt ngụy nhào chứ đi đâu mà hỏi. Hai Xuân phải xuống nước nói nhỏ. Thôi mà, bà còn nhắc lần nữa tôi nhảy xuống dòng sông này tự giận cho bà coi. Vợ Hai Xuân cười nói, dám không nói cha nổi, chọc ông chơi vậy thôi. Tôi thấy mình mà cố sống bám ở đây thì sẽ lâm vào thế, tiếng thoái lưỡng nan chi bằng tiếng về nổi, thoái về ngoại hay hơn. Tôi đưa ông về quê ngoại của tôi ở Cù Lao Dung sống qua ngày. Căn nhà hương quả của ông bà để lại đó tuy là ngôi nhà cổ, nhưng cũng che mưa nắng cho hai vợ chồng mình sống cho tới hết tuổi già mà. Hai Xuân nói, Trời đất ơi, chèo trước này từ sông Tiền xuôi dòng về gần cuối dòng sông Hậu, sức đâu mà bà chịu cho thấu chứ má con thô. Vợ Hai Xuân vừa chèo ghe vừa nhìn chồng đang ngồi trước mũi ghe nói, Vợ chồng mình bây giờ đã đoàn tụ rồi, vợ chèo chồng chống cùng tương trở với nhau để đối phó sóng gió cuộc đời. Khó khăn nào mình cũng nhất định sẽ vượt qua. Sóng to gió lớn của dòng sông này mà nhầm nhò gì, mà ông phải hứa là không bỏ tôi đi nữa nghe ông. Hai Xuân cười nói, mụ nội tôi cũng không dám bỏ bà đi nữa đâu. Lỡ ngu đi theo cách mạng một lần Mặt thân thể bầm dập te tua đủ tởn tới già rồi. Bây giờ chỉ có mấy thằng ngu ngốc mới nghe lời bọn cộng sản nói, phải không bà? Vợ Hai Xuân nói, biết như vậy thì đủ rồi. Một cơn gió bấc lạnh lùng lướt qua trên sông Tiền, thấy chồng ôm ngực ho sù sụ. Vợ Hai Xuân bèn cởi cáo ấm đang mặc trên người, dừng tay chèo đi ra trên mũi ghe khoác lên người Hai Xuân và nói, Ông mặc cái áo ấm này cho đỡ lạnh. Tôi chèo ghe một hồi là nóng rang cả người rồi. Không cần mặc áo lạnh này đâu. Hai Xuân cảm động nắm tay vợ nói. Phải chi hồi đó tôi nghe lời bà thì đâu đến nỗi thân tàn ma dại như thế này. Hai Xuân mở cái ba lô lấy cái nón cối, quăng xuống dòng sông Tiền, rồi thẫn thờ nhìn cái nón cối trôi bập bình trôi trên dòng sông Cổ Chiên. Rồi ngao ngán thở dài, Hai Xuân đã tìm thấy đáp số sau bao nhiêu năm đi làm cách mạng chống Pháp rồi chống Mỹ cứu nước. Ân hận nói, tất cả chỉ là lừa bịp. Quá xế chiều, nhờ có nước rồng chảy ra biển, vợ Hai Xuân khi chèo tới ấp thủ sau gần cồn nghêu, cách cửa cổ chiên vài cây số thì đuối sức bèn nói với chồng. Tối nay mình cắm xào tại ấp thủ sau, ngủ qua đêm. Sáng mai mình tiếp tục đi tiếp, ông nghĩ sao? Vậy cũng được, mình cắm xào cảnh hàng cây bần ngủ qua đêm cũng được mà. Rồi hai xuân hỏi, trên ghe có gì ăn không bà? Đi gấp quá, quên mang theo nồi thịt kho. Vợ hai xuân nói, ông bắt dùng tôi nồi cơm, tôi nghỉ mệt chút xíu rồi đi vô ấp, hỏi mua một con gà dài sĩ đế ăn mừng ngày vợ chồng mình đoàn tụ nghe ông. Hai xuân gật đầu, và buồn vì cảm thấy mình vô dụng quá ngay cả việc giúp vợ một tay treo mà cũng không làm được bèn nói vợ sắp tết rồi chắc nhà nào cũng gói bánh tét để cúng tổ tiên bà mua dài đòn để dành ăn đi đường xa là được rồi nấu nướng làm gì cho cực thân chứ vợ hai xuân nói phía trước mặt có mấy căn nhà lá nằm dọc bờ sông cổ chiên tôi tóc ghe vào cây cầu gián ông chờ tôi dưới ghe còn tôi lên bờ kiếm hỏi mua thức ăn nghe Ấm xào xong hai xuân múc nước sông vo gạo nấu cơm bông nghỉ mệt một lát rồi đi lên bờ đứng trước một căn nhà lá nghèo xác sơ nhìn vô thấy đôi vợ chồng trẻ và đứa con trai kháo khỉnh đang quây quần bên mâm cơm chiều vợ hai xuân rất ngưỡng mộ bà thèm khát cảnh vợ chồng con cái. Đoàn tụ bên mâm cơm chiều ấm cúng như thế này từ lâu lắm rồi. Nhưng bây giờ đã ngoài tầm tay. Đứa con gái và thằng cháu ngoại đã cao xa chạy khỏi thiên đường xã hội chủ nghĩa, u ám từ lâu rồi. Thấy người lạ mặt đứng lạng vãng ngoài sân. Người chồng lật đật buông đũa bước ra ngoài sân chào hỏi. Bác gái muốn tìm ai ở vùng này vậy? dạ vợ chồng tôi đi lỡ đổ đường xin phép cháu cho tôi cắm xào ngủ qua đêm trên bến nước trước nhà được không cháu dạ được chuyện dễ thôi mà nói xong cậu ta ân cần hỏi hai bác đã ăn uống gì chưa sẵn bữa cơm chiều cháu mời hai bác lên dùng cơm chiều với gia đình cháu cảm ơn cậu chồng tôi bị tập nguyện cụt mất chân trái trong thời kỳ chiến tranh nên không đi lên bờ được vợ hai xuân không khách sáo nói xin cậu nhường cho tôi một lít gạo và một con gà để ăn mừng ngày vợ chồng tôi đoàn tụ hôm nay là ngày đầu tiên đó cậu cậu ta nói xin mời bác gái vô nhà trước để cháu cõng bác trai lên nhà cho nói xong cậu ta không chờ vợ hai xuân trả lời vội vàng đi xuống bến nước cõng hai xuân đi lên bờ tự chống nạn theo mình vào nhà xin lỗi cậu em tên gì để vợ chồng tôi tiện xưng hô cho phải phép thời buổi bây giờ ít thấy người nào tử tế hiếu khách như vợ chồng cháu đây rồi ba tự giới thiệu ông nhà tôi tên hai xuân còn tôi tên bông có gì đâu bắt gái xin gọi cháu là diệt được rồi mà việc quay sang vợ giới thiệu luôn vợ cháu tên hiếu còn con cháu tên dũng tết này được ba tuổi đời đó Hiếu gật đầu chào vợ chồng hai xuân rồi nói. Nhà tuổi cháu chẳng mấy khi có khách đến chơi, nhà cửa hơi bề bộn. Nếu hai bác không chê, xin hai bác ngủ qua đêm trong nhà cháu cũng được. Vì mùa này gần Tết, trời trở gió bất ngủ với ghe lạnh lắm đó. Việt hỏi, cháu nghe bác gái nói hôm nay là ngày đầu tiên bác trai đoàn tụ gia đình. Bác gái muốn mua con gà và một chai rượu đế để mừng bác trai trở về. Tụi cháu xin mời hai bác dùng bữa cơm chiều đạm bạc trước. Cơm nước xong, cháu sẽ đi bắt gà làm thịt. Đãi hai bác một nồi cháo khuya. Ý hai bác thế nào? Vợ Hai Xuân cảm động nói. Thôi khỏi đi cháu. Bữa cơm chiều tình nghĩa này làm tôi thiệt cảm động rồi đó. Như vậy là đủ lắm rồi. Cháu diệt à. Bữa cơm này đối tôi quá thịnh soạn rồi. Hai Xuân nói. Càng tím nướng mở hành tép rang và nồi canh bầu nữa. Hồi chiến tranh để có một bữa ăn như vậy không phải dễ đâu đó. Vợ Việt nói, thôi, cháu xin mời mọi người cầm đũa, kẹo cơm canh nguội hết. Sau bữa cơm tối, Việt mời vợ chồng Hai Xuân uống nước trà. Việt nhìn cái chân cột của Hai Xuân tò mò hỏi. Có phải bác là thương phế binh không, bác Hai? Bác bị thương ở mặt trận nào vậy? Hai Xuân nói Tại mặt trận tà keo lúc đánh nhau với quân Khmer đỏ đó. À, như vậy bác là lính Việt Cộng rồi. Biết mình lỡ lời, Việt nói. À, à, không, lực lượng vũ trang cách mạng. Hai Xuân cười nói. Việt Cộng với lực lượng vũ trang cách mạng chỉ khác nhau về danh sưng thôi. Nhưng thực chất chỉ là một thứ Việt Cộng mà thôi cháu à. Việt nhìn vợ hai Xuân rồi hỏi. Sáng ngày mai bác gái định chèo ghe đi về đâu vậy? Về cù lao dung. Bác gái định chèo ghe theo thủy trình nào? Tôi chỉ biết có một thủy trình duy nhất là chèo ghe băng qua sông Cổ Chiên để ra cửa Cung Hầu, rồi chèo dọc theo bờ biển tới cửa Định An. Căn nhà hương hỏa của ông bà để lại ở xóm Bà Keo, trên Cù Lao Dung đó, mặt tiền nhà hướng ra sông Hậu cách cửa biển khoảng 16 cây số. Việt chặt lưỡi nói, chiếc ghe tam bản nhỏ xíu, không đủ sức nhồi sóng biển đâu, nguy hiểm lắm bác gái ơi, để cháu chỉ bác một ngã tắt vừa gần còn an toàn tuyệt đối nữa. Vợ hai Xuân hỏi, cháu làm ơn chỉ dùm cho tôi đi, nói thiệt, chèo ghe ra biển tôi cũng sợ, rủi ro sóng biển, đánh lật ghe, ổng có một giò làm sao lỗi vào bờ được đây. Việt nói, dễ đi lắm bác gái ơi. Bác chèo ghe băng qua sông Cổ Chiên, rồi chèo dọc theo cửa Cung Hầu. Khi gần tới bãi biển Ba Động, bác đẻ vào con kinh Lăng Sắc. Cuối con kinh này, bác sẽ gặp dàm con kinh Quang Chánh Bố. Bác gái cứ chèo ghe mút qua con kinh Quang Chánh Bố này, sẽ tới sông Hậu dễ dàng. Xóm Bà Keo ở bên kia sông Hậu, đối diện với dàm kinh Quang Chánh Bố đó. Hai Xuân ngạc nhiên hỏi, Sao cháu rành đường đi nước bước miệt cù lao dung quá vậy cháu? Hồi đó, tía cháu là lính địa phân quân thuộc tiểu khu Ba Xuyên, từng đóng đồn, rạch bà kẹo, rạch ngay, rạch kè, đường xuồng, giam tắc, rạch chôn đầu năm 1975. Đồn bến phà nhỏ bị vô kích Long Phú tấn công ác liệt. Tía cháu bị miệng pháo phăng, gãy ống quyển bên chân trái còn má cháu bị trúng đạn tử thương. Lúc đồn sắp bị du kích Long Phú tràn ngập. May nhờ tiết diện kịp thời nên lực lượng du kích đành rút lui. Tàn chiến cuộc, tía con về đây sống với vợ chồng cháu cho hết tuổi già. Tía cháu qua đời cách đây hai năm vì bệnh già đó. Việt nhìn cái chân cụt của hai xuân, bất ngờ hỏi. Bác hai, dán cái ống quần cho cháu xem cái chân cụt của bác một chút xíu được không? nước cháu cứ tự nhiên hai xuân vừa nói vừa vén cái ống quần lên việt nhìn cái chân trái bị cắt cột một phần ống quyền rồi gật đầu nói trước khi tía cháu qua đời có chối với cháu cái chân giả của tía con hãy giữ lại coi người nào tàn tật như cha thì tặng cho họ bất cứ họ là ai thôi để cháu đem nó ra cho bác thử coi vừa không nghe bác hai Việt kéo cái rương để dưới chõng tre. Mở nắp, lấy ra một cái chân giả bằng gỗ, rồi đích thân, mang vào chân cho hai xuân. Động tác nhanh chóng và chính xác, như đã từng làm giúp cho tía của Việt trước đây. Rồi Việt xích xoa nói, vừa khích nghe bác hai, Đâu, bác đứng dậy đi thử cho con coi. Hai Xuân đứng dậy tập đi thử, những bước chân chập chững đầu tiên còn loạn tròn xích ngã, vì chưa quen đi chân giả Hai Xuân có vẻ vui mừng lắm Nói Cảm ơn cháu Việt nha Chắc chắn Vài ngày nữa bác sẽ quen Đi đứng bình thường với cái chân giả này Việt nói Cháu chúc mừng bác hai Tạm thời bác hai tập đi cái chân giả với đôi nạn đi Bao giờ đi quen rồi thì bỏ nạn Giống như tía con tập đi trước đây vậy Hai Xuân hỏi Cha của cháu tên gì vậy cháu Dạ Nguyễn Quốc Nam. Hai Xuân lặng lẽ đến đứng trước bàn thờ đốt nhang, chấp tay xá di ảnh cha của Việt thì thầm khấn. Tôi sẽ mang cái chân giả của ông anh đi cho đến cuối cuộc đời này để xem cái chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngoại lai dông bản này sẽ kết thúc ra sao. Tôi còn nợ ông anh một lời xin lỗi vì đã lâm đường nối giáo cho giặc cộng xâm lược cưỡng chiếm miền Nam, dày xéo mã tổ. Nếu ông anh sống khôn chết thiên, xin nhận lời xin lỗi của tôi. Vợ Hai Xuân hỏi vợ chồng biết Đừng trách tôi tò mò nghe, mấy cháu làm nghề gì để sống nuôi con vậy? Cháu theo nghề đi biển, hợp đồng đánh cá, đóng đáy ở cửa cổ chiên và cung hầu. Những ngày biển động, cháu đi mò nghêu, sò, hoặc vợ chồng rủ nhau xuống ghe đi cào hến, ngụp lặng suốt ngày giữa miền sông nước, để kiếm sống vậy thôi, làng chai ở ấp thủ sau, dưới cuối còn nghêu, sắp Tết đến nơi rồi, mùa này không ai đi biển kiếm ăn được. Vợ chồng cháu mới vừa lập xong mái nhà cho tươm tất để đón tổ tiên đó. Rồi Việt nói tiếp, Còn vợ cháu ở nhà dạy con, nuôi mấy con gà và bầy dịch lấy trứng để ăn dư thì đem bán hoặc đổi gạo. Cảnh đời bám biển của người dân trại đây phải đối mặt thường xuyên với đói nghèo từng ngày. Khổ lắm bác gái à. Vợ Hai Xuân nói, Tôi muốn đưa ổng ra ngoài bờ sông hóng gió biển một chút, luôn tiện tập đi với cái chân giả cho quen. Cám ơn vợ chồng cháu diệt nhiều lắm nghe. Xin hai bác cứ tự nhiên. Hai Xuân vô cùng sung sướng, tập đi chập chững bằng cái chân giả cho quen vợ cũng thấy vui lây hỏi chồng sao ông thấy cái chân giả này có gây khó khăn cho ông không tốt quá tại tôi đi chưa quen thôi vài ngày nữa tôi quăng cái nạn gỗ này được rồi người thương binh chế độ cũ chẳng may bị thương tật còn được một cái chân gỗ còn được chánh phủ giúp đỡ còn những thằng lính diệt cổng như tôi chỉ được đảng và nhà nước bố thí cho cái cặp nạn rồi dứt ra ngoài đường phố tử lực mưu sinh. Hai Xuân nhìn vợ cảm khái nói, Lúc sống ở Thủ Thiêm, tôi phải giá xe đạp mưu sinh cực khổ lắm. Sao ông không trở về Tân Phong gặp tôi? Hai Xuân nói, mặt mũi tôi để đâu mà trở về gặp lại vợ con chứ? Giả dạ lại, giá giỏ ruột xe suốt ngày cũng đủ tiền ăn cháo lòng, cho đỡ đói. Tiền đâu mua vé xe đò về quê nhà? Cũng may, nhờ vợ chồng Hoàng và chị Tám bán cháo lòng cho tôi dài bộ đồ lành lặn và tiền bạc mua vé xe về quê nhà kiếm bà đó. Chị Tám bán cháo lòng là ai mà đối với ông tử tế quá vậy cả. Dưới chế độ cũ, chỉ là giáo viên ở một trường tỉnh, chồng chị Tám là lính chế độ cũ, chết trận trên đảo Hoàng Sa trong lúc đánh nhau với quân tàu xâm lược đổ bộ lên chiếm đảo. Một ngày nào đó, nếu có dịp, ông đưa tôi lên Sài Gòn để cảm ơn họ đã giúp đỡ ông. Mỗi tháng, con Thu nó gửi tiền chui về cho vợ chồng cậu út ở Cần Thơ. Tôi dành dụm được vài cái vàng rồi. Tôi muốn biếu vợ chồng cháu Việt hai chỉ vàng. Ông nghĩ sao? Được không ông? Ngài Xuân nói, ơn đền nghĩa trả. Bà biết nghĩ như vậy là phải đạo lắm rồi. Sáng hôm sau, trời vừa rạng đông, cả hai đã thức dậy sửa soạn xuống ghe, nhổ xào rời bến. Vợ chồng Việt tiễn hai người khách xuống tận bến sông. Vợ Việt cho một cái giỏ mây cho vợ Hai Xuân và nói Hôm nay có vài đòn bánh tét do cháu gói để cúng ông Táo, một vài nắm cơm giắc và khô cá lóc đã nướng sẵn để hai bác ăn đỡ đói lúc đi đường. Có lẽ đến chạng giảng mới về tới nhà đó. Trong lúc Việt cõng chồng xuống ghe, vợ Hai Xuân chuẩn bị sẵn hai chỉ vàng bỏ trong cái bao lì xì màu đỏ đưa cho vợ Việt nói: đây là hai chỉ vàng y. Hai bác miếu vợ chồng cháu mua một cặp heo về nuôi có lợi lắm đó. Vợ Việt nói. Cảm ơn hai bác nhiều lắm. Sau những cái vẫy tay chào từ giã, vợ hai Xuân vung tay chèo, ghe nước sóng băng qua sông Cổ Chiên. Rồi theo Thủy Trình đã được hướng dẫn, quá trưa là đến vàm kinh quan tránh bố. Vợ hai Xuân cắm xào vào dưới rạng cây mù u nghỉ mệt, cắt hai đòn bánh tét ăn cơm trưa với chồng. Hai Xuân nói, nghĩ cho cùng, gia đình của những người lính Việt Nam Cộng Hòa đối xử với tôi càng tử tế bao nhiêu, tôi càng hối hận việc mình tay sai cho quân Cộng sản bắt Việt xâm lược, cổng rắn, cánh gà nhà đó bà. Từ sông Tiền băng qua sông Hậu có rất nhiều kinh đào, có con kinh nước đục, có con kinh nước phèn, có con kinh nước trong xanh, soi bóng những hàng dừa, những cụm tre làng trên dòng nước, có những dòng kinh đào thẳng tắp tiếp nối với những con rạch uốn khúc quanh co đem nước ngọt phù sa tưới mát cho những cánh đồng ruộng bao la vùng đồng bằng sông cửu long đồng thời dẫn tôm cá từ sông ngòi vào kinh rạch nuôi sống dân quê có những con kinh hiền hòa, dòng nước chảy lững lờ êm ả ôm ấp những xóm làng mộc mạc rộn ràng những con đò xuôi ngược khua mái chèo nhịp nhàng từ lúc rạng đông cho tới hoàng hôn nhạt nắng dọc theo bờ kinh rạch hai xuân thỉnh thoảng bắt gặp những vó bè loại dụng cụ bắt cá đơn giản nép mình thầm lặng dưới bóng dừa khóm tre và độc đáo nhất là những cây cầu khỉ ba nhịp bắt chênh vinh qua kinh rạch trông thật nên thơ hữu tình một chiếc xuồng ba lá chất đầy lờ lọp Đồ nghề đan bằng nan tre của người dân hạ bạc. Đang bơi xuồng về hướng mình. Vợ Hai Xuân ngoắt lại hỏi. Nè, chú em ơi, từ đây tới giàm sông Hậu còn xa không? Dạ, còn khoảng 10-15 cây số nữa đó, chị Hai à. Anh ta trả lời. Hai Xuân nói. Để tôi mang cái chân giả này vô, treo thay bà một đoạn kinh coi. Trông bà có vẻ mệt đừ rồi đó. Vợ Hai Xuân cười nói, nhắm có chèo thay tôi được không đó? Thôi, ông ngồi bơi đằng mũi được rồi, để tôi chèo tiếp tục được mà. Thế là chồng bơi, vợ chèo gần tới xế chiều, thì tới vàm sông Hậu. Đối diện bên kia sông là Cù Lao Dung. Vợ Hai Xuân nói, vợ chồng nghỉ mệt một chút rồi chèo băng qua dòng sông Hậu. Khúc sông này rộng trên 1.500 thước, nước chảy xiết lắm vợ hai xuân chỉ ngôi nhà ngói ba gian nằm trên phơi mình trong nắng chiều bên kia sông nói ngôi nhà đó là ngôi nhà hương hỏa của gia đình tuy cũ kỹ mái nhà phủ riêu phong cũng là chỗ tạm dung cho vợ chồng tới hết tuổi già ông nghĩ sao bây giờ giàu ở đâu mà có bà là tôi mãn nguyện rồi thôi còn vượt qua con sông hậu là tới nhà ráng một chút xíu nữa đi má con thù Ba thắt đang vác hàng lên bờ. Thằng Giang đứng trên chiếc ghe lườn nhìn ra ngoài sông Cái. Thấy một chiếc ghe tam bản trèo băng qua sông Hậu, hướng về phía nhà mình. Giang nói với tía, hình như cô hai về nhà mình ăn Tết đó tía ơi. Ba thắt nói, bữa nay mới hăm ba Tết, ngày đưa ông Táo về trời, cô hai mày chưa có về đâu. Bỗng ba thắt nghe tiếng ai từ ngoài sông Cái gọi mình. Cậu ba thắt đó hả? Anh chị hai về nhà ăn Tết đây nè. Thằng Giang nhảy dựng lên nói. Cô hai gọi tía đó. Con nói cô hai về mà tía không tin kìa. Ba thắt nghe tiếng chị hai bông gọi mình mừng lắm. Đứng trên cây cầu ván đón chị. Vợ hai xuân chèo tấp ke vô cầu ván rồi nói. Cậu ba làm ơn giúp đưa anh hai lên bờ dùm chị vì cái chân trái khó tập. Được. Chỉ hai lên bờ chờ em đi. Bà thắp quay sang nói với con. Giang à, chèo chiếc ghe tam bản của cô hai vô trong mưa ghe nghe. Lần đầu tiên, hai xuân về quê vợ ở Cù Lao Dung. Từ cổng đi vào nhà là có đường lót gạch tàu. Hai bên trồng những cây ăn trái như đu đủ, mắng cầu, mít. Trước sân nhà là cái bàn ông thiên, nhà ba gian mái lợp ngói âm dương, vách ván, với một trái hè gian giữa là phòng khách có một cái tủ thờ cần sạc cừ kê sát vách để thờ ông bà nổi bật với bộ lưu đồng bề thế bốn cây cột khá lớn bằng gỗ môn treo liễn thiếp vàng hai bộ ván gõ đã lên nước bóng láng cây hai bên vách chính giữa là bàn ăn vừa để tiếp khách cái nền đất được nện bằng phẳng hai xuân nhìn toàn bộ căn nhà Mới biết rằng gia đình bên vợ thuộc hạng giàu xưa Bà Thắc nhìn anh rể đưa hỏi Hơn mấy chục năm rồi mới gặp lại anh hai đó Lần này anh chỉ về chơi hay định ở luôn dưới này với cha con em đây Vợ Hai Xuân nói Anh chỉ định ở luôn dưới này đó Nhà cửa Tân Phong bị bọn cách mạng lưu manh chiếm hết rồi Bà Thắc nghe chị nói Mừng lắm nói có anh chị ở đây càng vui chứ sao? Cha con em bận theo ghe thương hồi vắng nhà thường xuyên. Ít khi ở nhà chăm sóc nhà cửa lắm, anh chị ở gian nhà bên phải, cha con em ở gian bên trái. Để em biểu thằng Giang mang hành lý vô nhà cho anh chị nghe. Vợ Hai Xuân hỏi, dạo này cậu buôn bán có khá không? Bà Thắc nói, thời gian cận Tết nguyên đáng em cũng kiếm ăn được chút xíu. Hai Xuân hỏi, cậu ba thường buôn bán tới lui ở chợ nổi nào vậy? Để chuẩn bị một chuyến hàng lên chợ nổi phụng hiệp hay cái răng bán, mỗi ngày cha con em phải chèo ghe tam bản quanh các thôn xóm trên Cù Lao thu mua các mặt hàng đủ loại từ trái cây, gà, dịch, rau cải, cá khô, sau đó chất trên hàng lên ghe, loại trung trọng tải dài tấn hàng rồi chèo đến bến đò An Thường, xã An Thạnh Nhật. Nhờ tàu kéo lên chợ nổi, mình chịu tiền xăng nhớ. Trung bình mỗi tháng em có 6 chuyến hàng, chở lên chợ nổi phụng nghiệp hoặc cá răng bán. À, quên nữa, sáng mai vợ chồng chú Thiếu Út về đây ăn Tết đó. Đây là cái Tết nguyên đáng đầu tiên gia đình mình đoàn tụ. Đúng hẹn lại đến. Khoảng trưa, Vợ chồng cậu út đi đò máy xuống tới nơi. Anh chị em gặp nhau, tay bắt mặt mừng mùa xuân gia đình đoàn tụ. Cậu út báo hỷ tín cho mọi người. Vợ chồng em mới vừa nhận quà Tết và một lá thư của cháu Thu gửi về địa chỉ của em ở Cần Thơ. Có cả hình chụp gia đình nữa đó. Hai xuân nóng ruột dục. Cậu út đọc lớn cho mọi người cùng nghe coi. Cậu ừ, út bèn mở lá thư ra đọc. California ngày 20 tháng 1 năm 1988. Kính thưa má, Tết Nguyên đán mậu thìn sắp đến nơi. Vợ chồng con và thằng Tom gửi biếu gia đình một chút quà xuân. Mỗi gia đình 5 đồng tiền cứng, tức là 500 mỹ kim để ăn Tết. Ở bên này, gia đình con vẫn vui khỏe. Thằng Tom đã vào đại học y khoa thằng cháu ngoại của má theo nghề của bố nó. Nó nói và viết được tiếng Việt giỏi lắm. Má vẫn khỏe chứ. Nếu có tin tức gì về cha con, má cho con biết nghe. Thôi, con ít dòng thăm gia đình. Chúc má, gia đình cậu ba và cậu út một năm mới an khang và thịnh vượng. Con, Thu. Hai Xuân cầm tấm hình gia đình của con gái trầm trồ khen. Thằng Tom, cháu ngoại của tôi, càng lớn càng đẹp trai quá chứ. Tại thằng đế quốc Mỹ con này mà ông bỏ nhà ra đi biển biệt gần 10 năm trời, tới thân tàn ma dại mới mò về nhà. Vợ hai Xuân nhắc rồi cười nói, không có tiền con Thu gửi về giúp đỡ thì tôi với ông về nhà sống dở chết dở đó. Thôi, chuyện cũ qua rồi, cho nó qua luôn đi mà, chị hai. Cậu Út nói, đây là quà của cháu Thu Biếu. Mỗi người nhận được 10.000 đồng tiền Việt Nam đó. Vợ Hai Xuân đề nghị, phần của chị Hai tặng lại cho cậu ba thắt để mua một máy đuôi tôm, chạy ghe thương hồ cho đỡ phần giấc giả. Nếu chưa đủ, chị Hai sẽ giúp thêm. Chị Hai khỏi lo, phần quà của vợ chồng em cũng xin tặng lại cho anh ba. Cậu Út nói, qua Tết, anh ba lên Cần Thơ em giúp anh ba mua một cái đuôi tôm Yamaha vừa ý luôn. Ba thắc mừng quá nói, nhất định anh sẽ nhờ cậu út giúp anh. Nếu gia đình mình không có thằng cháu rể đế quốc Mỹ giúp đỡ, chắc bây giờ có sống cũng ngất ngư con tàu, phải không anh hai? Vợ hai xuân thấy chồng nín thinh có vẻ ngược, bèn lên tiếng. Thôi, bỏ qua chuyện này đi, không ai được nhắc chuyện này nữa nghe. Cậu út nói lạng sang chuyện khác. Về tới nhà, em sẽ viết thư báo tin mừng cho cháu Thu biết liền là cha cháu đã trở về với má con và đang sống ở Cù Lao Dung quê ông bà ngoại. Bà Thác nói, được tin này, chắc cháu Thu vui mừng lắm. Nhớ nói cháu Thu là anh ba. Cảm ơn quà Tết với nghe. Hai Xuân nắm tay vợ nói, riêng tôi còn nợ con thu và cháu tom một lời xin lỗi. Cù Lao Dung là một cù lao nổi tiếng màu mỡ và trù phú nằm gọn lọn giữa bốn bề sông nước mênh mông của dòng sông hậu. Không khí thoáng mát quanh năm khác hẳn trên đất liền với vườn cây trái xum xê, cây lá xanh tươi mượt mà. Cù Lao Dung một dãy đất được phù sa do dòng sông Mê Công lắng động. Bồi đắp quanh năm, nên đất trên cù lao pha cát nhuyễn, xốp màu mỡ để trồng đủ loại cây ăn trái. Vì nằm cuối dòng sông Hậu, nó chia dòng sông Hậu thành ba nhánh, trước khi đổ ra biển Đông bằng ba cửa là cửa Định An, Ba Thắc và Trần Đề, cửa sông rộng sóng vỗ y âm suốt ngày đêm. Cù lao dung hợp thành bởi một chuỗi cồn như cồn tròn cồn nai cồn cát cồn tiên và là nơi sản xuất nhiều trái cây theo mùa rất ngon ngọt như chôm chôm xoài cát cam quýt măng cụt xoài riêng thủy sản vùng sông nước ruộng đồng nhiều vô số như cá bông lau cá đồng đủ loại tôm cua bến đỏ ăn thường thuộc xã an thạnh nhất là cửa ngõ dẫn vào cù lao dung một mảnh đất dễ sống, làm chơi ăn thiệt, gạo thóc đầy bồ, dư thừa sản xuất nuôi sống đồng bào ruột thịt khắp nơi. Còn con gái cù lao, thì công dung ngôn hạnh lại dễ thương. Nhưng từ khi vợ chồng hai xuân về vui thú điền viên, ăn hưởng tuổi già trên mảnh đất này chưa được 5 năm, mà đã chứng kiến một sự thật đau lòng là cù lao dung đã từ từ thay da đổi thịt lột xác hoàn toàn. Cù Lao Dung cũng bị thay bằng một cái tên rất ư là nhục nhã, đảo Đài Loan. Chỉ riêng tại xã An Thạnh Nhất, chỉ trong vòng 3 năm đã có trên 200 cô gái lấy chồng người Đài Loan, còn ấp An Thượng đã có tới 120 cô gái về làm dâu xứ đài. Những khứa lão Đài Loan mất nết, và cúp thùng thiết gần đất xa trời, nhưng giàu đô la để sang Việt Nam. Nhờ môi giới cưới được những cô gái trẻ đẹp đem về nước làm nô lệ tình dục, để thuê, phục dịch như một ô xin không được trả lương. Có không ít cô đã rơi vào con đường mại dâm tội nhục. Hai Xuân đau lòng khi chứng kiến những đám cưới dị chủng giữa những ông già Đài Loan tàn tật. Hai chân cong queo đi xích sụi đáng tuổi cha, ông nội cô dâu và những cô gái trẻ đáng thương. Phần đông là những cô thôn nữ hoặc công nhân phải hy sinh cuộc đời son trẻ của mình vì muốn giúp đỡ gia đình qua cơn túng quẫn ác liệt. Trong thời đại chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng, xã hội chủ nghĩa. Từ đó, Hai Xuân mang chứng bệnh trầm cảm kinh niên. Nhiều đêm, vợ Hai Xuân đau khổ nhìn chồng ngồi một mình yên lặng bên ngọn đèn dầu leo lét nói làm nhảm như chút tâm sự u uất với cái chân gỗ ông bạn nam ơi anh là người lính việt nam cộng hòa anh đã hy sinh một phần thân thể trên tuyến đầu lửa đạn để bảo vệ cù lao dung được xanh tươi ngọn lúa giúp cho nhân dân miền nam được no ấm tay súng của anh cùng với đồng đội đã một thời giữ vững miền nam vượt qua những cơn sóng dữ với lời thề bảo quốc an dân. Các bạn là những người sống và chết thầm lặng, như những anh hùng vô danh mà chưa được tổ quốc vinh danh. Còn tôi cũng đã hy sinh một phần thân thể như anh, nhưng sự hy sinh của tôi hoàn toàn vô nghĩa. Miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản Bắc Việt là một đại bất hạnh cho dân tộc là do chúng tôi những người thuộc lực lượng mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam đã một thời mù quáng không nhận ra sự lừa bịp có hệ thống của tên Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam và là cái gọi là quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Chẳng qua, chỉ là một thước quân đội đánh thuê, phục vụ cho chủ nghĩa bành trướng của Nga Tàu thôi. Rồi hai xuân, tháo chân gỗ ôm vào lòng, giọng tràn đầy anh anh hối hận vào cuối cuộc đời với tấm thân tàn ma dại này tôi mới ngộ ra rằng mình đã lầm đường lạc lối đặt cả niềm tin vào chủ nghĩa cộng sản ngoại lai dòng bản một thứ chủ nghĩa quái thai của lịch sử hoài phí cả tuổi thanh xuân thì đã quá muộn màng rồi trong những giây phút chạnh lòng hai xuân ngậm ngùi nhớ lại lời nói chị tám bán cháo lòng ở bến đò Thủ Thiêm. Rồi đây, chú sẽ biết dân tộc mình, đất nước mình, gia đình chúng ta và sẽ sống ra sao giữa hai tầng áp bức, bóc lột giữa bầy lãnh đạo lang sói buôn dân bán nước cho giặc tàu xâm lược. Bọn chúng sẽ cấu kết với nhau, còn cướp đi của chúng ta, còn nhiều thứ khác nữa. Nguyễn Vĩnh Long Hồ Cảm ơn quý vị đã nghe. Xin hẹn tái ngộ.